xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin Canada và thế giới của kênh Culture Channel. trong phần tin tức quốc tế sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Quân Hou Thi khoe hỏa tiễn siêu âm hồng hải càng nguy khốn. Hôm thứ năm ngày 14 tháng 3, báo chí nước Nga loan tin phiến quân Hou Thi ở Yemen khoe rằng họ mới có thêm hỏa tiễn siêu âm trong kho vũ khí của mình thế nào cũng khiến họ gia tăng các cuộc tấn công vào tàu bè quốc tế qua lại trên Hồng Hải và các vùng biển lân cận giữa lúc cuộc chiến tranh Israel-Hamas vẫn còn đang tiếp diễn tại Gaza. Thông tấn xã AP cho biết, bản tin của cơ quan truyền thông Nga RAA Novosti viện dẫn lời của một giới chức ẩn danh nói vậy, nhưng lại không đưa ra bằng cớ chứng minh. Tin này được tung ra giữa lúc Nga đang tăng cường sách lược chống Tây Phương trong khi tiếp tục dốc toàn lực đánh phá Ukraine. Có điều từ mấy tuần lễ qua, quân hầu thi cứ ám chỉ rằng họ có kế hoạch tung ra mặt trận trên biển những món gây ngạc nhiên để chống Mỹ và vây cánh của cường quốc này, bởi vì cho tới nay thì phe Mỹ vẫn bắn hạ được hết các hỏa tiễn và ron bay tới gần các chiến hạm của mình trên vùng biển Trung Đông. Trong lúc đó có tin Iran và Mỹ lần đầu tiên trong nhiều tháng qua đang thương lượng với nhau tại Oman. Giữa lúc căng thẳng giữa đôi bên cứ âm ỉ về chuyện Tehran ra sức gia tốc chương trình nguyên tử của họ cũng như ra lệnh cho bọn đàn em liên tục tấn công quấy rối khắp nơi. Các lực lượng Houthi đã thí nghiệm thành công một hỏa tiễn có khả năng đạt tới vận tốc gần 8 lần âm thanh và vận hành bằng nhiên liệu đặc. Một giới chức quân sự thân cận với phe Houthi cho biết, cũng vẫn theo bản tin của AAA, quân Houthi có kế hoạch bắt đầu chế tạo hỏa tiễn loại này để dùng vào các cuộc tấn công tại Hồng Hải và Vịnh Aden, cũng như tại các mục tiêu ở Israel. Nga vẫn duy trì liên hệ mật thiết với Iran, trong nhờ Iran cung cấp cho họ các drone mang bom đánh vào Ukraine. Báo chí truyền thông nhà nước Nga, đặc biệt là bằng tiếng Ả Rập, vẫn theo dõi sát cuộc nội chiến kéo dài tại Yemen giữa phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn chống lại chính phủ Yemen được quốc tế công nhận và được một liên minh do Ả Rập Saudi cầm đầu yểm trợ. sắp có chuyến tàu chở hàng viện trợ thứ hai từ Cộng hòa Cyprus đến Gaza. Ngày 14 tháng 3, tổ chức từ thiện World Central Kitchen cho biết đang chuyển hàng viện trợ nhân đạo lên một con tàu ở cảng của Cộng hòa Cyprus để tiếp tục vận chuyển và cung cấp hàng hóa cho người dân ở giải Gaza đang bên bờ vực của nạn đói khi cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel đã bước sang tháng thứ Sáu. Đây sẽ là con tàu thứ hai vận chuyển hàng viện trợ đến Gaza theo một dự án thí điểm nhằm mở một tuyến đường biển cung cấp hàng viện trợ khẩn cấp đến vùng đất ven biển địa Trung Hải. Theo tuyên bố ngày 14 tháng 3 của World Central Kitchen, các nhóm thuộc tổ chức này đang tiến hành chất khoảng 300 tấn hàng viện trợ nhân đạo lên tàu neo đậu tại cảng Lanaka của Cộng hòa Cyprus và công tác này dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối ngày 14 tháng 3 theo giờ địa phương. World Central Kitchen không công bố chi tiết của hải trình lần này. Tuy nhiên, trên mạng xã hội X vào cuối ngày 13 tháng 3, người sáng lập tổ chức từ thiện nói trên, ông Charles Andrews, thông báo rằng World Central Kitchen đang chuẩn bị một câu cảng dài khoảng 60 mét ở Gaza để tiếp nhận hàng viện trợ. Hoạt động viện trợ nói trên là một phần của sáng kiến thử nghiệm mở một tuyến đường biển vận chuyển hàng cứu trợ khẩn cấp cho những người dân Palestine. Dự án này được thực hiện dưới sự phối hợp giữa World Central Kitchen có trụ sở tại Mỹ cùng với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và tổ chức từ thiện Proactive Open Arms của Tây Ban Nha với sự hỗ trợ của chính phủ Cộng hòa Cyprus. Tổ chức World Central Kitchen cho biết sáng kiến này không liên quan đến nỗ lực đa quốc gia nhằm thiết lập một hành lang viện trợ bằng đường biển đến Gaza. Trước đó, ngày 12 tháng 3, con tàu đầu tiên thuộc sáng kiến nói trên đã rời Cộng hòa Cyprus, mang theo 200 tấn hàng viện trợ cho Gaza. Châu Âu phải sẵn sàng chiến tranh nếu muốn hòa bình. Ông Emmanuel Macron, Tổng thống Pháp hôm thứ Năm ngày 14 tháng 3 tuyên bố, châu Âu nên chuẩn bị chiến tranh nếu muốn hòa bình. Cảnh báo nước Nga với Tổng thống Vladimir Putin sẽ không dừng lại ở Ukraine nếu đánh bại quân đội Kiev, theo Rooster. Vào tháng trước, ông Macron đã gây tranh cãi sau khi nói không thể loại trừ việc triển khai quân đội trên chiến trường ở Ukraine trong tương lai khiến nhiều nhà lãnh đạo không đồng ý với điều đó trong khi những người khác, đặc biệt là ở Đông Âu, bày tỏ sự ủng hộ. Ông nói rằng điều quan trọng là châu Âu không vạch ra những giới hạn đỏ. Điều này sẽ báo hiệu sự yếu kém cho Điện Kremlin và khuyến khích nước này tiếp tục gia tăng chiến tranh xâm lược Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp từ chối cung cấp thông tin chi tiết về việc triển khai quân đội tới Ukraine sẽ như thế nào. Ông Macron nói, Pháp sẽ không bao giờ tiến hành một cuộc tấn công chống lại Nga và Paris không có chiến tranh với Moscow. Bất chấp thực tế là Nga đã tiến hành các cuộc tấn công mạnh mẽ chống lại các lợi ích của Pháp trong và ngoài nước Pháp. Ông Macron nhận định Ukraine đang ở trong tình thế khó khăn trên thực địa và cần có sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn từ các đồng minh. Ông cũng cho biết ông hy vọng một ngày nào đó sẽ đến lúc đàm phán hòa bình với một tổng thống Nga, bất kể đó là ai. Lãnh đạo thượng viện Mỹ kêu gọi bầu cử mới ở Israel. Lãnh đạo phe dân chủ tại thượng viện Mỹ kêu gọi Israel tổ chức bầu cử phản đối chính sách của thủ tướng Netanyahu tại Gaza. Ông Schumer cho rằng thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là một trong bốn thách thức lớn đối với giải pháp hai nhà nước Israel-Palestine và hòa bình khu vực. Ông nói Israel cần có những tranh luận mới về tương lai đất nước sau sự kiện ngày 7 tháng 10 năm 2023 và cách tốt nhất để làm điều này là tổ chức bầu cử. Schumer nhận định Thủ tướng Netanyahu đã xây dựng đội ngũ với quá nhiều thành viên cực đoan cánh hữu. Ông cũng chỉ trích lãnh đạo Israel quá dễ dàng xem thường thương vong dân thường ở giải Gaza, khiến cho uy tín của Israel trên toàn thế giới ở mức thấp nhất lịch sử. Israel không thể tồn tại nếu họ bị cả thế giới quay lưng lại. Ông bày tỏ lo ngại, đồng thời cảnh báo chính quyền liên minh của Thủ tướng Netanyahu đang theo đuổi những chính sách nguy hiểm và thêm dầu vào lửa đối với giải Gaza. Ông kêu gọi chính phủ Mỹ đóng vai trò chủ động hơn trong cuộc khủng hoảng tại Trung Đông và dùng những lợi thế tác động đến chính sách Israel để thay đổi tình hình. Cuộc tấn công bất ngờ của nhóm vũ trang Hamas vào miền nam Israel vào hồi đầu tháng 10 năm 2023 đã khiến hơn 1.100 người bị thiệt mạng và khoảng 250 người bị bắt cóc. Israel sau đó lập tức phát động chiến dịch đáp trả, sau giai đoạn đầu được đồng minh ủng hộ, quan hệ giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Washington đã xuất hiện rạn nứt trong thời gian qua vì số lượng thương vong dân thường trong cuộc chiến tại giải Gaza và những kế hoạch của Israel tại giải đất này sau cuộc chiến. Miền Trung nước Mỹ tuyết rơi dày, lốc xoáy, mưa đá do bão Bão lớn làm tuyết rơi dày đặc gây lốc xoáy và mưa đá ở miền trung nước Mỹ vào hôm thứ Tư, ngày 13 tháng 3, và hậu quả nguy hiểm của bão vẫn chưa hết. Nhiều nơi ở Colorado sẽ bị chôn vùi dưới vài phút tuyết vào thứ Năm. Do bão kèm sấm sét có thể lốc xoáy, tan từ vùng đồng bằng phía nam sang Great Lakes. Từ thứ Tư tới sáng thứ Năm, hơn 3 phút tuyết trút xuống vùng núi phía Tây Denver Colorado và nhiều người cho hay hơn một nửa phút tuyết đổ xuống ngay bên ngoài thành phố. Tuyết rơi dày đặc khiến xa lộ I-70 ở Colorado bị chặn hơn 50 dặm và nhiều trường học, cơ sở thương mại và văn phòng chính quyền ở tiểu bang này đóng cửa. Tính tới sáng ngày thứ Năm, hơn 800 chuyến bay tới hoặc cất cánh từ phi trường quốc tế Denver bị hủy theo trang web theo dõi chuyến bay FlyAware. Cũng trận bão này hoành hành từ Oklahoma và Kansas tới Illinois hôm thứ Tư. Hàng loạt trận lốc xoáy được báo cáo ở Kansas vào cuối thứ Tư khi bão kéo qua khắp tiểu bang này. Ít nhất một trận lốc xoáy lớn và rất nguy hiểm xảy ra ở gần vonland Kansas tối thứ Tư, cơ quan khí tượng quốc gia loan báo. Gần đó bão lớn kèm sấm sét gây mưa đá to hơn trái banh tennis. Hàng chục triệu người có rủi ro hứng bão lớn kèm sấm sét vào ngày thứ Năm khi trận bão này di chuyển sang hướng đông và gây ảnh hưởng trên khắp hơn 1.000 dặm ở Mỹ. Đức Giáo Hoàng Francis dự kiến thăm Việt Nam vào nửa cuối năm nay. Một bản tin trên báo The Diplomat hôm 12 tháng 3 đã tiết lộ rằng Đức Giáo Hoàng Francis dự kiến sẽ đến thăm Hà Nội vào nửa cuối năm nay. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là chuyến tông du Việt Nam đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Francis Kể từ khi quan hệ giữa Tòa Thánh và Hà Nội bị cắt đứt sau năm 1975, bản tin của The Diplomat dẫn lời Tổng giám mục Paul Gallagher, ngoại trưởng Vatican xác nhận ông sẽ qua Việt Nam vào tháng sau để chuẩn bị cho chuyến thăm của Đức Giáo hoàng Francis. Ông nói thêm rằng Vatican đang hy vọng khuyến khích nhà cầm quyền Việt Nam theo hướng tự do tôn giáo nhiều hơn và rõ ràng là một việc đang có tiến triển. Cũng theo The Diplomat, Chủ đích chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Francis là nhằm bình thường hóa quan hệ với Việt Nam trên nguyên tắc hai bên cam kết không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Sự kiện nêu trên được coi là kết quả vượt bậc sau một loạt cuộc gặp cấp cao giữa Vatican và giới chức Việt Nam kể từ sau chuyến thăm tòa thánh của ông Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước Việt Nam, hồi cuối tháng 7 năm ngoái. Vài tháng sau chuyến thăm này, Tổng giám mục Marek Zelensky, chính thức được bổ nhiệm làm đại diện tòa thánh vatican thường trú tại việt nam tổng giám mục zelensky hiện cũng là sứ thần tòa thánh ở singapore và trước đó là đại diện không thường trú tại việt nam việt nam được cho là sẵn sàng thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ với vatican vào nửa cuối năm nay trong chuyến thăm vatican ông võ văn thưởng đã ký kết thỏa thuận về việc cấp phép đại diện thường trú của đức giáo hoàng francis cũng như lập văn phòng đại diện giáo hoàng thường trú tại việt nam Việt Nam là quốc gia cộng sản duy nhất có đặc sứ giáo hoàng thường trú và củng cố sự khởi đầu trong quan hệ song phương là sự thừa nhận của Hà Nội về vai trò của giáo hội công giáo trong đời sống xã hội thông qua hoạt động từ thiện, chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Chứng khoán châu Âu lập đỉnh mới trong phiên giao dịch ngày 14 tháng 3. Chuyên gia phân tích thị trường nhận định môi trường lãi suất thấp sẽ góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng của các doanh nghiệp cũng như là tăng trưởng kinh tế, qua đó giúp chứng khoán đi lên. Thị trường chứng khoán Paris, Pháp và Frankfurt ở Đức lần lượt tăng lên mức kỷ lục trong phiên giao dịch ngày 14 tháng 3 khi giới đầu tư lạc quan và triển vọng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, Ngân hàng Trung ương và Ngân hàng Trung ương châu Âu sớm cắt giảm lãi suất khi lạm phát giảm. Chỉ số CAC 40 của Pháp vượt mốc 8.200 điểm và DAX của Đức chạm đỉnh mới trên 18.000 điểm, trong khi đó, tiền điện tử Bitcoin chinh phục đỉnh mới ở mức 73.797 đô la Mỹ. Chuyên gia phân tích thị trường Fiona Sinkota tại CD Index nhận định môi trường lãi suất thấp sẽ góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng của các doanh nghiệp cũng như là tăng trưởng kinh tế, qua đó giúp chứng khoán đi lên. Trong khi đó, nhà đầu tư tại châu Á khá thận trọng. Ngày 14 tháng 3, thị trường Hồng Kông giảm phiên thứ hai sau một đợt phục hồi gần đây trong khi chứng khoán tại các thị trường như là Thượng Hải, Trung Quốc, Sydney, Australia, Jakarta, Indonesia và Wellington ở New Zealand cũng giảm điểm. Chứng khoán Tokyo tăng điểm nhờ đồng yên yếu hơn, mặc dù các nhà giao dịch đang chờ đợi kết quả cuộc họp của Ngân hàng Nhật Bản vào tuần tới, trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin cho rằng các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản có thể bắt đầu rời bỏ chính sách tiền tệ siêu nới lỏng hiện nay. Đồng Bitcoin xô đổ kỷ lục cũ, tiếp tục chạm đỉnh giá mới. Ngày 14 tháng 3, giá đồng Bitcoin đã tăng vượt mức 73.800 đô la Mỹ, xô đổ kỷ lục cũ. Theo đó, giá đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới này đã lên mức cao mới là 73.803 đô la Mỹ. Theo giới phân tích, các quỹ hoán đổi danh mục dựa trên đồng Bitcoin và niềm tin rằng cục dự trữ liên bang Mỹ Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay đã trợ lực cho đồng tiền điện tử này. Trong khi đó, giá đồng đô la Mỹ cũng tăng nhẹ trong lúc các nhà đầu tư đang chờ đợi các dữ liệu kinh tế của Mỹ dự kiến công bố trong ngày 14 tháng 3. Chỉ số đồng đô la Mỹ định giá đồng tiền này theo giá của 6 đồng khác trong rổ tiền tệ, tăng 0,14% lên mức 102,89. Chỉ số giá đồng đô la Mỹ đã tăng khoảng 1,5% kể từ đầu năm 2024. Đến nay, khi các dữ liệu phản ánh kinh tế Mỹ vẫn ở trạng thái tốt, qua đó, các nhà đầu tư tin tưởng hơn rằng Fed sẽ nhanh chóng cắt giảm sâu lãi suất. Nhà chiến lược thị trường ngoại hối Francesco Pesson từ ING khẳng định dữ liệu kinh tế Mỹ sắp công bố có vai trò quan trọng có thể khiến ngày giao dịch đang yên ắng hiện tại dậy sóng. SCB đòi bà Trương Mỹ Lan đền thêm hơn 10 tỷ đô Ngân hàng SCB vào hôm 14 tháng 3 nâng số tiền thiệt hại trong vụ án mà họ bị tập đoàn Vạn Thịnh Phát rút ruột lên hơn một nửa và đòi bà Trương Mỹ Lan phải đền thêm số tiền này. Ghi nhận của các báo cáo cho thấy ngân hàng này không đồng ý với cách tính thiệt hại của các quan chức tố tụng là 498.000 tỷ đồng, tương đương gần 20 tỷ đô la, mà cho rằng họ bị thiệt hại đến 760.000 tỷ đồng tức là hơn 30 tỷ đô. Ông Hà Thế Định, phó tổng giám đốc SCB, người được ngân hàng này cử làm đại diện cho quyền lợi của bên bị hại và bên liên quan trong vụ án, đã nêu ra số tiền này trước tòa trong phiên xử chiếu ngày 14 tháng 3. Ông Định được trang mạng này trích dẫn, đã yêu cầu bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đồng phạm khắc phục số tiền thiệt hại này. Ông còn yêu cầu bà Lan trả thêm tiền lại phát sinh tính đến thời điểm SCB thực nhận được tiền. Cũng đưa tin về phiên xét xử tờ Vietnam Plus của Thông tấn xã Việt Nam cho biết, Ngân hàng SCB đề nghị tòa cho họ được toàn quyền xử lý đối với 1.166 mã tài sản đảm bảo mà bà Lan và nhóm của bà đưa cho ngân hàng để vay tiền, cho dù chúng có đầy đủ giấy tờ pháp lý hay không, cũng như là đối với các tài sản là vật chứng bị kê biên trong vụ án mà bà Lan rút ruột từ SCB. SCB vốn là nơi bà Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà nắm quyền chi phối và khuynh đảo trong 10 năm cho đến khi bà bị bắt vào cuối năm 2022. Theo cáo trạng, bà Lan với hơn 91,5% cổ phần nắm tại SCB thông qua người thân và bạn bè đã biến ngân hàng này thành công cụ tài chính bơm tiền cho bà và tập đoàn Vạn Thịnh Phát do bà điều hành. Trong vòng 10 năm từ năm 2012 đến năm 2022, có đến 93% số tiền cho vay của ngân hàng này là cho bà Lan và nhóm của bà vay với tổng số tiền hơn 1 triệu tỷ đồng. Trong đó hơn 677.000 tỷ là nợ không thể thu hồi, tính cả gốc lẫn lãi, riêng tiền lãi là 193.000 tỷ. Số tiền này sau khi trừ đi tài sản đảm bảo thì còn lại 498.000 tỷ đồng. Bà Lan hiện đang hầu tòa về các tội danh tham ô, đưa hối lộ, vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng với mức án lên đến tử hình. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến hết tháng 4. Trung Quốc phản ứng về việc Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấm TikTok. Ngày 14 tháng 3, Trung Quốc cho rằng việc Hạ viện Mỹ thông qua dự luật buộc TikTok phải thoái vốn quyền sở hữu khỏi công ty mẹ Biden là đi ngược lại với cạnh tranh công bằng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nhấn mạnh Dự luật được Hạ viện Mỹ thông qua vào hôm 13 tháng 3 đã đặt Mỹ ở phía đối lập với các nguyên tắc cạnh tranh công bằng, cũng như là quy tắc kinh tế và thương mại quốc tế. Phát biểu tại họp báo cùng ngày, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc, He Gia Đông, cho rằng Mỹ nên cung cấp môi trường cởi mở, công bằng và không phân biệt đối xử cho các công ty nước ngoài đầu tư và hoạt động tại nước này. Trước đó vào hôm 13 tháng 3, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật buộc TikTok phải thoái vốn quyền sở hữu khỏi công ty mẹ là Biden nếu không muốn bị cấm hoạt động tại quốc gia này. Cụ thể, dự luật yêu cầu công ty Biden phải có các biện pháp để từ bỏ quyền kiểm soát ứng dụng TikTok trong vòng 180 ngày, nếu không, ứng dụng này sẽ bị cấm khỏi các cửa hàng ứng dụng Apple và Google ở Mỹ. Hiện số phận của dự luật vẫn chưa thể chắc chắn tại Thượng viện, nơi một số thượng nghị sĩ muốn thực hiện một cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn việc phản đối quyết liệt đối với một ứng dụng phổ biến có tới 170 triệu người dùng tại Mỹ. Tuần trước, Tòa Bạch Ốc cũng tuyên bố Tổng thống Joe Biden sẽ sẵn sàng ký ban hành thành luật nếu dự luật này được thông qua. Dự luật có tên là bảo vệ người Mỹ khỏi các ứng dụng do đối thủ nước ngoài kiểm soát, cho phép Tổng thống cấm các ứng dụng khác nếu được cho là nguy hại tới an ninh quốc gia. Trong khi đó, phía TikTok đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc trên của Mỹ. Italy phạt TikTok gần 11 triệu đô la Mỹ vì nội dung độc hại. Ngày 14 tháng 3, Cơ quan chống độc quyền của Ý đã phạt TikTok 10 triệu euro, tương đương 10,9 triệu đô la Mỹ, do đã không bảo vệ đầy đủ trẻ vị thành niên trước những nội dung có hại. Mức phạt này áp dụng với ba công ty thuộc tập đoàn Biden của Trung Quốc, gồm công nghệ TikTok Ireland, công nghệ thông tin TikTok Anh và TikTok Italy. Quyết định phạt được đưa ra sau khi cơ quan chống độc quyền Ý vào tháng 2 Vừa qua đã yêu cầu TikTok xóa một video quay cảnh người trẻ tuổi thực hiện thử thách được gọi là vết sẹo kiểu Pháp liên quan đến việc véo vào má và để lại vết bầm tím lâu dài trên xương gò má và quyết định mở cuộc điều tra. Kết quả điều tra đã giúp xác định trách nhiệm của TikTok trong việc phổ biến nội dung chẳng hạn như nội dung liên quan đến thách thức vết sẹo kiểu Pháp có thể sẽ đe dọa sự an toàn tâm lý thể chất của người dùng, đặc biệt là trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương. Nền tảng truyền thông xã hội này còn bị cáo buộc đã không thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn việc phổ biến nội dung đó, không tuân thủ các nguyên tắc đã được công bố của chính TikTok. Australia đối mặt cuộc khủng hoảng nhà cho thuê tồi tệ nhất trong 17 năm. Báo cáo về khả năng chi trả tiền thuê nhà do bộ phận PropTech của Tập đoàn Quảng cáo Bất động sản IEA Australia thực hiện, cho thấy giá cho thuê nhà tăng mạnh ảnh hưởng đến hàng triệu người trên khắp Australia. Theo báo cáo, khả năng chi trả tiền thuê nhà của người dân Úc đang ở mức thấp nhất trong 17 năm kể từ khi PropTrack bắt đầu thu thập dữ liệu. Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, giá thuê nhà tại Australia đã tăng vọt. Nhà kinh tế cấp cao của PopChat là Angus Moore cho hay giá thuê nhà đã tăng cao so với mức lương và sự chênh lệch này ngày càng tăng đáng kể khi xảy ra dịch bệnh. Trong nửa cuối năm 2023, chỉ có 39% số nhà cho thuê được coi là có giá cả phải chăng để một người có thu nhập trung bình ở Australia, tức là 111.000 đô la Úc một năm, tương đương với 73.400 đô la Mỹ cho một năm có thể chi trả với điều kiện họ dành ra 25% thu nhập cho nhà ở. Cuộc khủng hoảng giá thuê nhà diễn ra nghiêm trọng nhất ở các bang New South Wales, Tasmania và Queensland. Một số hộ gia đình ở New South Wales có mức thu nhập trung bình như trên có thể tìm được 28% số nhà rao cho thuê. Với những người thuộc nhóm thu nhập thấp hơn, tức là 49.000 đô la Úc một năm tương đương với 32.400 đô la Mỹ một năm, thì việc tìm được nhà cho thuê với giá phải chăng là điều gần như không thể. Ông Mua cho rằng Chính phủ liên bang cần hỗ trợ để giúp những người có thu nhập thấp có thể thuê nhà, song điều này không giúp giải quyết được vấn đề cơ bản là tình trạng khan hiếm nhà cho thuê. Tỷ lệ nhà cho thuê còn trống hiện rất thấp trên toàn quốc và điều này đang gây thêm áp lực đối với người thuê nhà vì đẩy giá nhà cho thuê lên cao. Trên toàn quốc, giá thuê nhà hiện nay so với giá thuê trung bình trước đại dịch COVID-19 đã tăng tới 38%. Theo báo cáo của PropTrack, Việc tăng nguồn cung nhà cho thuê chính là giải pháp cho vấn đề trên. Mục tiêu dài hạn là phải xây dựng thêm nhiều nhà ở để giải quyết vấn đề tỷ lệ nhà trống cực kỳ thấp trên toàn quốc. Dù chính phủ Australia đã đặt mục tiêu xây dựng 1,2 triệu nhà ở trong vòng 5 năm tới, nhưng với tốc độ xây dựng hiện tại, ông Mo cho rằng chưa đúng hướng để đạt được mục tiêu đó và chính phủ cần phải làm nhiều hơn nữa. hơn 16.000 hóa chất tồn tại trong sản phẩm nhựa. Một báo cáo mới do Hội đồng Nghiên cứu Na Uy tài trợ công bố vào ngày 14 tháng 3 cho thấy có hơn 16.000 hóa chất tồn tại trong các sản phẩm nhựa, từ bao bì thực phẩm, đồ chơi trẻ em cho đến thiết bị y tế, tức là nhiều hơn 3.000 so với ước tính trước đây của chương trình môi trường liên hợp quốc. Báo cáo được công bố trong bối cảnh các nhà đàm phán chính phủ đang vật lộn để xây dựng hiệp ước toàn cầu đầu tiên nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa ngày càng gia tăng với rác thải nhựa hàng năm đã lên tới 400 triệu tấn. Theo bà Chen Mong, giám đốc điều hành của diễn đàn bao bì thực phẩm lợi nhuận Thụy Sĩ, để giải quyết triệt để vấn đề nạn ô nhiễm nhựa, thế giới cần phải thực sự xem xét toàn bộ vòng đời của nhựa và phải giải quyết vấn đề hóa chất. Bà cho biết các nhà nghiên cứu đã tìm thấy hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn hóa chất từ nhựa trong cơ thể người và một số trong số đó có liên quan đến các vấn đề về sức khỏe bởi thực tế các hóa chất trong nhựa có thể ngấm vào nước và thức ăn báo cáo đề cập đến tác động của ô nhiễm rác thải nhựa đối với sức khỏe con người cũng như là gây ra các vấn đề về sinh sản và bệnh tim mạch các nhà khoa học nhấn mạnh sự cần thiết phải minh bạch hơn về các hóa chất bao gồm chất phụ da chất hỗ trợ gia công vào tập chất được đưa vào nhựa kể cả các sản phẩm tái chế báo cáo chỉ ra rằng một phần tư số hóa chất được xác định không có thông tin cơ bản về bản chất hóa học và chỉ có 6% hóa chất tìm thấy trong nhựa được quản lý trên phạm vi quốc tế. Ông Martin Wagner, trưởng nhóm báo cáo và là nhóm môi trường học thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy cho rằng các nhà sản xuất không thực sự biết có bao nhiêu loại hóa chất trong sản phẩm của họ. Do đó theo ông, nếu không có quy định bắt buộc sẽ không có động lực buộc các doanh nghiệp tiết lộ những hóa chất có trong nhựa. Với lập luận trên, ông cho rằng đây là điều mà hiệp ước về nhựa có thể giúp giải quyết các cuộc đàm phán về một hiệp ước chống rác thải nhựa dự kiến tiếp tục vào tháng tới tại Ottawa với mục tiêu hoàn thành hiệp ước tại hội nghị vào tháng 12 ở thành phố Busan. AstraZeneca tiến sâu hơn vào lĩnh vực thuốc hiếm. Ngày 14 tháng 3, hãng dược phẩm đa quốc gia AstraZeneca của Anh và Thụy Điển đã đồng ý mua công ty công nghệ sinh học Amolit Pharma có trụ sở ở Lyon của Pháp với giá khoảng 1 tỷ đô la Mỹ tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực thuốc hiếm. AstraZeneca nhấn mạnh thương vụ này sẽ giúp công ty củng cố đơn vị phát triển thuốc chữa bệnh hiếm gặp Alison của mình. Giám đốc điều hành Amolid Pharma Thierry cũng đã hoan nghênh thương vụ trên, cho rằng thỏa thuận này mang lại cơ hội thúc đẩy mạnh mẽ các liệu pháp đang được nghiên cứu của công ty Amolid Pharma. Sau khi thông tin trên được công bố, trong phiên giao dịch ở thị trường London của Anh, giá cổ phiếu của AstraZeneca đã tăng 0,1%. Máy bay Boeing hạ cánh khẩn cấp tại Los Angeles Ngày 14 tháng 3, hãng hàng không American Airlines cho biết một máy bay của hãng đã hạ cánh an toàn tại sân bay Los Angeles ở bang California của Mỹ sau khi phi công báo cáo nghi có vấn đề kỹ thuật. Trong một thông báo American Airlines nêu rõ, máy bay mang số hiệu 345 cất cánh từ sân bay Dallas Fort Worth ở bang Texas đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Los Angeles tối 13 tháng 3 theo giờ địa phương. Sau đó, hành khách đã rời khỏi máy bay mà không gặp bất cứ vấn đề gì. Theo Airfleet Aviation, chiếc máy bay nói trên thuộc dòng Boeing 777 đã hoạt động được 23 năm, hiện chưa rõ nguyên nhân khiến máy bay phải hạ cánh khẩn cấp. Đây ít nhất là sự cố thứ sáu trong tuần qua liên quan đến máy bay Boeing. Ngày 11 tháng 3 vừa qua, máy bay Boeing 777-300 đã buộc phải quay lại sân bay Sydney Kingsford Smith tại Australia khi đang thực hiện hành trình từ Sydney, Australia đến San Francisco do rò rỉ nhiên liệu. Chỉ vài giờ trước đó, một máy bay Boeing 787 Dreamliner đang trên hành trình từ Sydney đến Auckland của New Zealand đã gặp sự cố kỹ thuật khiến 50 hành khách bị thương. Tuần trước, máy bay Boeing 777 đang trên hành trình từ San Francisco đến Osaka, Nhật Bản buộc phải hạ cánh khẩn cấp ở Los Angeles do rơi bánh đáp. Hành khách đòi mở cửa buồng lái giữa chuyến bay Một hành khách trên chuyến bay của Alaska Airlines trong tháng này liên tục cố gắng mở cửa buồng lái, làm các chiêu đãi viên phải chặn cửa và khống chế người đàn ông này cho tới lúc hạ cánh. Hồ sơ tòa án nộp lên tòa án liên bang cho biết, vị khách nọ tên là Nathan Jones bị buộc tội cản trở phi hành đoàn trong chuyến bay ngày 3 tháng 3 tại San Diego tới phi trường quốc tế Dallas ở Virginia. Theo đơn kiện hình sự được đệ trình vào tuần trước tại Tòa sơ thẩm Hoa Kỳ ở Virginia, Jones đứng dậy bước ra khỏi chỗ ngồi nhiều lần trong suốt chuyến bay và có ba lần cố gắng đi tới phía trước phi cơ và mở cửa buồng lái. Một sĩ quan cảnh sát hàng không viết trên bản khai, sau đó, các chiêu đẩy viên hàng không yêu cầu các nhân viên thực thi công lực đang nghỉ phép giúp đỡ. Và các nhân viên này trói Jones bằng dây rút và ngồi kèm ông ta ở hai bên trong suốt khoảng thời gian còn lại của chuyến bay, bản khai ghi. Khi một chiêu đãi viên hàng không hỏi vì sao ông lại muốn vào buồng lái, Jones trả lời rằng ông đang kiểm tra chúng. Bản khai cho biết, công ty cho biết hành khách này bị bắt giữ và bị cấm bay với hãng hàng không này. Bên trong hành lý của Jones, cơ quan thi công tìm thấy bằng lái của một sinh viên phi công và một số cuốn sổ ghi chép với những bản ghi chép mô tả cách vận hành phi cơ, gồm các kỹ thuật cất cánh, điều khiển trên không và hạ cánh. Chuyến bay hạ cánh an toàn và cơ quan hàng không liên bang FAA đang điều tra sự việc. Gia đình Jones rất buồn bã trước những cáo buộc chống lại ông và rất lo ngại cho sức khỏe tâm thần của ông. Jenkins nộp một bản đề nghị hôm thứ Tư yêu cầu đánh giá để xác định xem liệu Jones có đủ năng lực để hầu tòa hay không. Phiên điều trần về việc giam giữ Jones được sắp xếp vào thứ Hai nếu bị kết án về tội can thiệp trong chuyến bay có thể phải lãnh nhận án tù lên tới 20 năm. Sau Hà Nội, hai mặt trời lại xuất hiện ở Quảng Ngãi. Sau Hà Nội, hình ảnh hai mặt trời vừa xuất hiện trên bầu trời thành phố Quảng Ngãi kéo dài khoảng một giờ khiến cộng đồng mạng lại đồn đoán sắp thay vua chăng. Theo báo Nhân Trí, hình ảnh hai mặt trời được anh Lê Văn Tuấn ở thành phố Quảng Ngãi ghi lại được khi anh đang đứng ở khu đô thị v -Ship, Quảng Ngãi lúc bình minh vào hôm 14 tháng 3 và đăng trên Facebook cá nhân. Anh Tuấn kể anh có thói quen chạy bộ lúc sáng sớm và hay chụp hình, Sáng ngày 14 tháng 3 khi anh theo dõi mặt trời mọc thì thấy có hai mặt trời cùng lên một lúc, mặt trời phía trên to hơn và sáng rõ hơn mặt trời phía dưới. Khi mặt trời lớn lên cao thì mặt trời nhỏ biến mất. Hiện tượng này kéo dài hơn một giờ, thấy lạ nên anh dùng điện thoại ghi lại. Lúc đầu hình ảnh còn mờ, nhưng sau đó rõ dần, một quần sáng thứ hai giống hệt mặt trời xuất hiện rất rõ. Lúc đó tôi mới dùng điện thoại ghi lại nên không thể nói là do camera máy ảnh và cũng không có bất kỳ mục đích giàn giật nào. Lần này cũng trên trang Facebook cá nhân, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, Phó Phòng Nghiên cứu Văn học và Lịch sử, Viện Nghiên cứu Hán Nông đăng lại hình ảnh và chú thích ghi. Nóng, hai mặt trời lại xuất hiện ở Quảng Ngãi. Hiện tượng hai mặt trời diễn ra từ 5 giờ 30 phút đến khoảng 6 giờ 30 phút sáng. Hình ảnh rõ nét nhất xuất hiện vào khoảng 6 giờ sáng ngày 14 tháng 3 năm 2024 và trang Facebook của ông Diện cũng lập tức nhận được hàng ngàn lượt theo dõi, tương tác với phần lớn bình luận cho rằng đây là điểm xấu. Trước đó, hình ảnh hai mặt trời xuất hiện vào chiều ngày 11 tháng 3 trên bầu trời Hồ Tây, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ và gây xôn xao với nhiều bình luận suy đoán tương tự. Nói với báo Người Lao Động về hình ảnh hai mặt trời cùng xuất hiện, một lãnh đạo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia không được nêu tên, nhận định đây là hiện tượng hiếm gặp Tuy nhiên, ông này dè dặt cho rằng để nhận xét về hiện tượng này, cần phải có thời gian tìm hiểu mới có câu trả lời chính xác. SpaceX thử nghiệm tàu vũ trụ Starship đưa con người lên mặt trăng Hãng Rooster ngày 14 tháng 3 đưa tin tàu vũ trụ Starship của công ty SpaceX vừa được phóng lên bầu trời bang Texas trong lần thứ ba, được thiết kế để sau này đưa các phi hành gia lên mặt trăng và xa hơn nữa. Tên lửa hai giai đoạn phóng lên tại bãi phóng của công ty ở gần khu vực Boca Chica. Trong chuyến bay không người lái lên không gian, đây là cuộc phóng thứ ba với tàu vũ trụ Starship gắn tên lửa đẩy Super Heavy cao khoảng 70 m Cả hai đều được thiết kế và chế tạo bởi công ty do tỷ phú Elon Musk thành lập vào năm 2002. Cuộc phóng diễn ra trong chưa đầy 24 giờ sau khi các cơ quan liên bang cấp cho SpaceX giấy phép phóng để thử nghiệm hai cuộc thử nghiệm năm ngoái chủ yếu nhằm chứng minh rằng hai giai đoạn có thể tách ra sau khi phóng cuộc thử nghiệm mới nhất nhằm mở cửa khoan tải trọng và tái khởi động một trong những động cơ trong không gian hai chuyến bay trước đó đều hướng tới một vụ hạ cánh khẩn cấp theo kế hoạch gần đảo hawaii ở thái bình dương trong khi chuyến bay mới nhất nhắm vào khu vực rơi xuống ở ấn độ dương Bất kể tàu vũ trụ hoạt động tốt như thế nào trong cuộc thử nghiệm mới nhất, tất cả các dấu hiệu đều cho thấy Starship vẫn còn cần nhiều thời gian trước khi có thể đi vào hoạt động hoàn toàn. Tuy nhiên, tỷ phú Musk vẫn trông cậy vào Starship để hoàn thành mục tiêu sản xuất một tàu vũ trụ lớn, đa năng, thế hệ tiếp theo có khả năng đưa người và hàng hóa lên mặt trăng vào cuối thập niên này và sau đó bay tới sao hỏa. 5 cách ăn uống tốt cho người cao huyết áp ngoài thuốc chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát huyết áp dưới đây là năm thói quen ăn uống góp phần ổn định huyết áp thứ nhất là ăn nhiều trái cây và rau củ chế độ ăn dash viết tắt của dietary approaches to stop hypertension được viện tim phổi và máu quốc gia mỹ đề xuất nhằm giúp giảm cao huyết áp một trong những thành phần quan trọng của dash là ăn nhiều trái cây và rau khoảng 4 đến 5 bữa mỗi ngày. Bên cạnh trái cây và rau củ tươi, những loại đông lạnh, đóng hộp, sấy khô cũng có thể có tác dụng tương tự. Thứ hai là tăng cường thực phẩm giàu kali. Kali có tác dụng thư giãn các mạch máu, tăng lưu thông máu có lợi cho người huyết áp cao. Lượng khuyến nghị của kali là từ 3.000 đến 3.500 mg mỗi ngày. Chuối, khoai lang, khoai tây, cà chua, cải bó xôi, đậu, cam, sữa chua đều cung cấp kali dồi dào. Một trái chuối cỡ trung bình có khoảng 420 mg và 900 mg kali trong một củ khoai tây nướng cả vỏ. Lượng kali từ một quả cà chua cỡ vừa tương đương với một quả chuối nhỏ. Chất lycopene trong cà chua còn góp phần giảm nguy cơ tử vong do mắc bệnh tim. Người đang mắc bệnh thận hoặc dùng một số thuốc cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dung nạp thêm kali vào chế độ ăn hàng ngày. Thứ ba là hạn chế uống rượu. Huyết áp có thể tăng nếu uống quá nhiều rượu. Thức uống có cồn này còn làm giảm tác dụng của thuốc ở người đang điều trị huyết áp cao. Phụ nữ không nên uống quá một ly mỗi ngày và nam giới không nên uống quá 2 ly. Mỗi lần uống tương đương tối đa 340ml bia, 142ml rượu vang và 42ml rượu 40 độ. Thứ tư là chọn ngũ cốc nguyên hạt. Dash khuyến khích người cao huyết áp tiêu thụ nhiều ngũ cốc nguyên hạt như là gạo lứt, quinoa, bánh mì nguyên hạt và yến mạch, chúng đều giàu chất xơ có thể làm giảm nguy cơ tăng huyết áp bằng cách tăng cường hệ vi sinh vật đường ruột. Yến mạch chứa một loại chất xơ là beta-glucan có thể hỗ trợ giảm chỉ số huyết áp tâm thu và tâm trương. Thứ năm là các giảm muối. Chế độ ăn nhiều natri có thể làm tăng huyết áp. Hiệp hội tim mạch Mỹ khuyến nghị người bệnh huyết áp cao hoặc có nguy cơ cao tức là đã mắc bệnh tiểu đường và bệnh thận, nên giới hạn ở mức 1.500mg muối mỗi ngày, tương đương với một muỗng cà phê muối. Ngoài nêm muối trực tiếp vào các món ăn, gia vị này cũng có thể tiềm ẩn trong thực phẩm đóng gói như là súp, thịt chế biến, đồ hộp, do đó cần đọc nhãn thành phần dinh dưỡng trước khi mua, ưu tiên nấu ăn tại nhà, hạn chế ăn ngoài để kiểm soát lượng muối ăn vào. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture Channel. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký, chia sẻ và để lại bình luận ở phía dưới video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh nhất, mới nhất về tình hình Canada và thế giới. Xin chào và hẹn gặp lại.